Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ, Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày bất kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chương trình tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vân quyển 2. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát lại có đầy đủ 10 pháp thiền ba la mật. Đó là một, tích tập nhiều phước đức; 2. Chán ngán các điều ác; 3. Chuyên cần tinh tấn; 4. Đầy đủ sự đa văn; 5. Không thông hiểu một cách điên đảo; 6. Thấu hiểu pháp, hướng về pháp; 7. Loại căn thông đạt; 8. Có tâm thuần thiện; 9. Giỏi thông hiểu về thiền định và trí tuệ; 10. Không vướng mắc nơi thiền tướng. Sao gọi là tích tụ nhiều phước đức? Từ lâu đối với Đại Thừa, việc tích tập thiện căn là sinh tại nơi đâu cũng thường hộ trì giới thiện và cặp bậc tri thức thiện, đời đời được sinh vào dòng tộc sát lợi, dòng họ lớn Bà La Môn, đại gia cư sĩ, sinh ra đời luôn là người chánh kiến, phát thiện tăng trưởng, nhớ lại những điều thiện đã tu, không bỏ phương tiện thiện xảo, thường không xa lìa các bậc tri thức thiện, Bồ Tát chư Phật, dần dần tăng trưởng sự quan sát các pháp để biết rõ thế gian thống khổ, thường bị tai họa bức bách, không một phút giây ngơi nghỉ nên các khổ cứ hối tiếp và nối tiếp. Dù mình tối tâm đều là do nhân tự ái dục, dục là căn bản, nên ta không nên cùng với kẻ phàm phu thân cận để dục. Đức Phật Thế Tôn dạy, dục ấy từ vọng tưởng sinh là nhân của vô lượng tai họa, hủy hoại. Ví như lấy cây đâm thủng tim thận con người, dục như cốt nhọn, dục như kiếm bén, dục như rắn độc, dục như ngọn lửa, dục như mối mũ thối chẳng thể đến gần, dục như bọt nước tụ, dục như đám lửa dữ, dục như huyễn hóa, dục như mộng tưởng, dục là bất tịnh làm cho người tối tha, dục như ung nhọt, dục như thịt thối rã nát. Nên nghĩ như vậy mà xa lìa tưởng dục xấu ác, cạo bỏ râu tóc, xả lấy sản nghiệp xuất gia học đạo, khoác tấm pháp y, làm bậc sa môn hành theo chánh pháp. Tên nhà chánh pháp chẳng phải là nhà thế tục, luôn phát khởi đại tinh tấn. Pháp thiện cho đắc, siêng tu cho đắc. Trí tuệ cho đắc, siêng tu cho đắc. Bồ đề cho chứng, siêng tu cho chứng. Với nhân như vậy, duyên như vậy, do việc ấy nên đạt được đa văn. Đối với thế đế, đệ nhất nghĩa đế đều có khả năng. Nếu dạng rõ, khen biết thế đế là đệ nhất nghĩa đế. Và biết pháp, không có điên đảo. Thể tướng đúng như pháp. Thế nào là do nhận biết về pháp tướng? Đó là chánh kiến, chánh trí, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, được thấy chánh đạo, lợi căn thù thắng, thâm thường trụ nơi đạo. Nhờ lợi căn nên nhàm chán pháp ác cực độ, xa lìa nơi đông đúc ồn ào, sớm lìa dục vọng, tham sân tà kiến, tâm thù hại, xa lìa quyến thuộc ràng buộc, xa lìa lợi dưỡng danh tiếng, xa lìa tất cả thân tâm. Thường tự nhớ quan sát tâm mình là đang niệm thiện, bất thiện hay vô ký. Nếu niệm thiện thì nên niệm thắng thiện. Niệm thắng thiện là tâm sinh hoan hỷ, phát khởi tinh vui. Thế nào là tâm thắng thiện? Đó là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo là gì? Đó là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác phần, 8 thánh đạo. Đó gọi là thắng thiện, là các phần của chân đạo. Tâm còn bất thiện thì phải luôn quan sát, sinh tâm nhàm chán các pháp ác cực độ, chuyên còn đoạn trừ điều bất thiện. Những gì là bất thiện? Đó là tham dục, sân hận, ngu si. Tham dục có ba loại là thượng, trung và hạ. Tham dục bậc thượng là gì? Đó là tâm dục bức bách thân, làm chánh kiến suy tổn, sức xa lìa, tâm dục yếu ớt, đến mức tâm hổ thẹn. Thế nào là xa lìa tâm hổ thẹn? Như ở một mình trong rừng vắng, thâu giữ thân, tĩnh niệm. Trong lúc tư duy, dục vọng khởi lên mạnh mẽ, mà lại quý trọng, thích thú, tư duy với lòng dục như vậy, là không hổ thẹn. Vì nghiệp dục nên tạo ra nhân của dục, trách móc, oán hận cha mẹ, không kính sợ các bậc tôn quý, cũng không cảm thấy nhục nhã, xấu hổ đối với người, mà còn tỏa ra là mình có đức. Mình dục vọng như vậy, nên khi mạng chung bị đọa vào đường ác, đây gọi là tham dục bậc thượng. Thế nào là tham dục bậc trung? Nếu đã thọ dục mà sinh tâm nhàm chán xa lìa, hoặc khởi tâm hối hận,
gọi là tham dục bậc trung. Thế nào là tham dục bậc hạ? Đến lúc xúc chạm, tưởng dục liền chất, hoặc khi nói chuyện với nhau, tuy có tưởng nhiễm nhưng liền diệt trừ, hoặc khi thấy cảnh dục, tưởng dục liền chất, đây gọi là tham dục bậc hạ. Tất cả mọi vật cung cấp đầy đủ cho thân, như y phục, đồ ăn, thức uống, đều gọi là dục. Sân hận cũng có ba loại, thượng, trung và hạ. Thế nào là sân bậc thượng? Như tức giận, căm hờn, não hại người, hoặc tạo năm tội ngũ nghịch, hoặc tạo một trong năm tội ngũ nghịch, hoặc phỉ báng chánh pháp. Tội như vậy chẳng thể lấy gì tính đếm. Vì thí dụ cho bằng, thân ngoài mạng chung sẽ bị đọa vào đại địa ngục chịu tội, sau đó được sinh trong loài người, do dự báo còn sót lên thân thể đen đúa, gầy ốm, mắt đỏ kè, thường biểu hiện tâm ý thô lỗ, nóng giận, nhiễu hại. Do nghĩa này mà gọi là sân bậc thượng. Thế nào là sân bậc trung? Nếu là lỡ tạo những việc ác, sẽ biết ăn năn hối cải, tu pháp đối trị, gọi là sân bậc trung. Thế nào là sân bậc hạ? Như nói lời hung dữ, hoặc chê bai quở trách, hoặc hành động theo thói quen với nghiệp ác nhỏ, hoặc lúc nào cũng tìm cách để đối phó, đây là sân bậc hạ. Ngu si cũng có ba loại, thượng, trung và hạ. Thế nào là si bậc thượng? Khi làm việc ác mà không sinh tâm hối hận, xấu hổ, chán bỏ, như vậy gọi là si bậc thượng. Thế nào gọi là si bậc trung? Khi thân lỡ làm việc ác, liền tìm cách ăn năn hối lỗi, phát lùa, sám hối với các bậc đồng phạm hạnh, và không tỏ ra là mình là người đức hạnh, để gọi là si bậc trung. Thế nào gọi là si bậc hạ? Nương vào những giới pháp của Đức Như Lai đại chế, trừ tánh trọng tội ra, còn lại những giới khác thì ít vi phạm. Do vậy gọi là si bậc hạ. Khi tâm thiện phát khởi, Đại Bồ Tát có khả năng thu phục tham sân si, đoạn trừ dục ái, đoạn trừ dục lạc, đoạn trừ dục nhiễm. Nhờ tâm thiện nên làm cho dục không khởi. Thế nào gọi là tâm vô ký? Khi tâm vô ký này khởi lên, nó không duyên bên trong, không duyên bên ngoài, không duyên vào thiện, không duyên vào bất thiện, không từ định sinh, cũng không từ trí sinh. Như người ngủ mới dậy, mất thấy rõ, thấy không rõ, duyên không thiện, ác gọi là vô ký. Đến lúc tâm vô ký sinh khởi, Bồ Tát liền tự sách tấn, phát khởi tâm thiện, làm cho tâm hoan hỷ, rồi an trụ nơi thiện. Đây gọi là Bồ Tát đạt được tâm thiện. Nhờ tâm thiện, nó quan sát tất cả các pháp, như huyễn, như mộng, như tia lửa, như âm vang của tiếng gọi. Đây là pháp thiện, đây là pháp, đây chẳng phải là pháp thiện, đây là dấu tích của pháp, đây chẳng phải là dấu tích của pháp. Đại Bồ Tát quán hết thảy các pháp, phát khởi tâm thiện, lấy pháp làm tướng, lấy tâm làm người dẫn đường, nên khéo giữ gìn điều phục tâm ấy, khéo gìn giữ điều phục các pháp, nhờ nhân duyên thấy chánh pháp nên lược liền được tịch định. Tâm là cảnh giới, lấy tâm buộc tâm, dần dần nhập vào chỗ tịch định, đem tâm tụ nơi tâm, chánh trụ nơi tam muội. Tâm tịch định nên liền được chuyên nhất, tâm chuyên nhất thứ lớp không gián đoạn đến đắc tâm định. Vì đắc tâm định nên tâm thường tịch tỉnh. Vì tâm tịch tỉnh nên tâm sinh hỷ lạc, liền trừ được dục ái của các ác, bất thiện, có giác có quán, định sinh hỷ lạc thành tựu sơ thiền, không giác ít quán, định sinh hỷ lạc thành tựu nhị thiền, trừ đắc hỷ lạc xả niệm đắc đệ tam thiền, ly hành hỷ lạc xả tâm đắc tứ thiền, trừ ngã kiến, lìa ưu hỷ, xả khổ lạc, tịnh niệm, xả hạnh tứ thiền cùng tất cả giải thoát, lìa sắc tưởng như hư không, tưởng tâm chúng sinh như hư không, tưởng tất cả thành một quán giải thoát. Do vậy mà tưởng sắc diệt, tưởng không sinh, tưởng não hoại đã diệt, tưởng về vô biên hư không thành tựu. Tiếp đến là quán thức từ tưởng vô biên hư không. Vì thức vô biên nên tưởng hư không diệt, quán thức này giảm dần đến độ chỉ còn bé tí, gọi là bất dụng xứ. Lại quán thức này hoặc có hoặc không, gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Diệt các tưởng và thọ gọi là định diệt, định diệt tận. Bồ Tát tuy nhập định diệt nhưng không bỏ sự giáo hóa chúng sinh, cũng không mãi vui trong định diệt cho là tịch tỉnh. Không xả định diệt mà vẫn hay dùng tâm từ bi bảo hộ chúng sinh,
cho đến ở trong định diệt khỏi tâm bi hỷ xả cũng là như vậy. Khi đó Bồ Tát liền được năm thần thông, không vì những chứng đắc 12 môn thiền năm thần thông và Bồ Tát tự cho là đủ, chứng đắc đạo quả Bồ Đề Vô Thượng đầy đủ công đức trang nghiêm mới là Bồ Tát cầu thượng pháp. Này thiện nam, đúng 10 việc này gọi là Bồ Tát đầy đủ thiện ba la mật. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là trí tuệ đầy đủ. Những gì là 10? Đó là 1. Đầy đủ thiện vô ngã. 2. Thông hiểu về nghiệp báo. 3. Thông hiểu pháp hữu vi. 4. Thông hiểu sinh tử tương tục không dứt. 5. Thông hiểu pháp chính yếu xuất ly sinh tử. 6. Thông hiểu pháp hai thừa thanh văn bất chi Phật. 7. Thông hiểu đại thừa. 8. Thông hiểu pháp chẳng đứng nghiệp ma. 9. Trí tuệ không điên đảo. 10. Trí tuệ không trí tuệ nào sánh bằng. Thiện nam, thế nào là đầy đủ thiện căn vô ngã? Bồ Tát dùng trí quan sát sắc thọ tưởng hành thức, quan sát không sinh, không khởi, không thấy nhân khởi, quán thọ cũng không sinh, không khởi, không thấy nhân khởi, quán tưởng cũng không sinh, không khởi, không thấy nhân khởi, quán hành cũng không sinh, không khởi, không thấy nhân khởi, quán thức cũng không sinh, không khởi, không thấy nhân khởi, quán diệt cũng không sinh, không khởi, không thấy nhân khởi, quán định nhất nghĩa đế cũng không thấy không sinh, không khởi. Thế đế và đại đức và đại nhất nghĩa đế chỉ có giả chân, không có thật thể. Tuy biết các pháp rỗng không mà vẫn không xả bỏ, tinh tấn tu tập, thương xót hết thảy chúng sinh như cứu lửa cháy đầu, như cứu xem y đang cháy, chuyên cần tu hành theo phương tiện, không biến trễ, không phải bỏ. Vì tất cả chúng sinh mà cầu quả vị Bồ Đề Vô Thượng, trang nghiêm đầy đủ, đây gọi là Bồ Tát thiện căn vô ngã. Thế nào gọi là Bồ Tát thông hiểu về nghiệp báo? Bồ Tát quan sát kỹ tướng nơi hết thảy chúng sinh đều như huyễn, như thành càn tác bà, như trăng trong nước, thở tánh vắng lặng. Tất cả chúng sinh nhiễm chấp nơi ngã kiến và ngã sở kiến. Vì nhân chuyên ấy nên không thấy chánh đạo, chúng sinh tác tưởng như vậy. Nếu không ngã, không nhân, không thọ mạng, không trượng phu, tất cả đều không. Như vậy thì ai thọ thiện ác, sai khác trong sáu đường? Đại Bồ Tát tuy thông hiểu về nghiệp báo là chẳng thường, chẳng đoạn, nhưng vẫn thọ nhận không bỏ. Đó gọi là Bồ Tát thông hiểu về nghiệp báo. Thế nào gọi là Bồ Tát thông hiểu pháp hữu vi mà không chấp giữ tướng hữu vi? Chánh kiến như thật, biết pháp hữu vi, biến đổi mau chóng không dừng, niệm niệm lưu chuyển, như hạt sương trên hoa, như tét nước đổ xuống khe núi, không có ngân nghỉ, cũng như thành xây trên cát không có vững chắc, thấy rõ tướng của pháp hữu vi như vậy. Hay có người trí nào lại thâm đắm, luyến ái dục lạc, sinh lòng ưu bi? Nhờ nhân duyên này nên Bồ Tát nhàm chán các sinh tử ác, vui thích niết bàn, đó gọi là Bồ Tát thông hiểu pháp hữu vi. Thế nào gọi là Bồ Tát thông hiểu sự sinh tử lưu chuyển? Bồ Tát quan sát hết thảy chúng sinh do vô minh tâm tối nên trôi nổi theo dòng sinh tử, từng bị luyến ái ràng buộc. Vì nhân duyên ấy nên có thọ, vì thọ nên tạo nghiệp thiện ác. Vì nhân duyên của nghiệp nên có hữu, vì nhân duyên hữu nên có sinh, vì nhân duyên sinh nên có tự ưu bi khổ não, các khổ tụ tập, sinh tử lưu chuyển qua lại lên xuống giống như vòng lửa. Bồ Tát chánh quán về sinh tử rồi biết như thật, gọi là Bồ Tát thông hiểu sự sinh tử lưu chuyển. Thế nào là Bồ Tát thông hiểu pháp vượt thoát sinh tử? Không có vô minh thì không có hành, không có hành thì không có thức thì không có danh sắc, không có danh sắc thì không có lục nhập, không có lục nhập thì không có xúc, không có xúc thì không có thọ, không có thọ thì không có ái, không có ái thì không có thủ, không có thủ thì không có hữu, không có hữu thì không có sinh, không có sinh thì không có già bệnh chết, ưu bi khổ não, các khổ tụ tập. Bồ Tát tri kiến như thật về 12 nhân duyên, đó gọi là Bồ Tát thông hiểu vượt pháp thoát sinh tử. Thế nào là Bồ Tát thông hiểu pháp nhị thừa thanh văn bất chi Phật? Như khi Bồ Tát quan sát pháp ấy, 12 nhân duyên liền chứng đắc quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, đoạn tận các cách sử lậu hoặc cho đắc Bích Chi Phật. Sau khi thành Bích Chi Phật thì như tê giác một sừng, Bồ Tát thông hiểu pháp thanh văn Bích Chi Phật mà không thủ chứng. Vì sao? Vì Bồ Tát thấu nhận hết thảy chúng sinh với âm thanh phát ra như sư tử gầm, ta nguyện nhổ tận hết thảy gốc rễ nỗi khổ sinh tử triền miên của chúng sinh. Do vậy, nay ta không nên vượt thoát sinh tử một mình. Đấy gọi là Bồ Tát thông hiểu pháp thanh văn Bích Chi Phật. Thế nào là Bồ Tát thông hiểu pháp đại thừa? Học thông tất cả các pháp mà Bồ Tát không thụ đắc tướng nơi các pháp.
Bởi ta tu học đạo một cách tinh thông mà không tụ đắc tướng nơi đạo. Không thấy người là chủ thể hành, không thấy pháp là đối tượng được hành, cũng không thấy chỗ đạt đến. Nghe tướng mạo của nhân duyên này mà không rơi vào đoạn kiến, đây gọi là Bồ Tát thông hiểu pháp đại thừa. Thế nào là trí tuệ của Bồ Tát khéo thông hiểu pháp ngăn ngừa nghiệp ma? Bồ Tát khéo biết, không thân cận các tri thức ác, cũng không đến đức ác, thường hay xa lìa sự đàm thoại về thế tục, chẳng thích thân cận các điều phi pháp, chẳng cầu lợi dưỡng. Đối với các pháp ấy cũng chẳng sinh tâm ưa thích, tất cả các cơ sở tạo chướng ngại, Bồ Tát đều đã xa lìa, thông hiểu đối trị. Đây gọi là trí tuệ của Bồ Tát thông hiểu pháp ngăn ngừa nghiệp ma. Thế nào là Bồ Tát hành động trí tuệ không điên đảo? Bồ Tát học thông suốt thế đế, đệ nhất nhị đế và các kinh luận cùng các sách tạp luận thế gian là bên nhằm hóa độ làm thành tục cho chúng sinh. Tuy học lòng đa văn, nhưng không vì thế mà hiển bày công đức của mình, chỉ vì để giáo hóa chúng sinh. Tuy hiểu rõ sách đời, nhưng Bồ Tát vẫn luôn tôn kính pháp Phật, vì nó là đối tối thắng, hoàn toàn không nhiễm tư tưởng tà kiến ngoại đạo. Đây gọi là Bồ Tát hành trí tuệ không điên đảo. Thế nào gọi là trí tuệ của Bồ Tát không ai sánh bằng? Không thấy trời hoặc người hoặc sa môn bà la môn các ngoại đạo nào có trí tuệ bằng Bồ Tát, trừ các đức Như Lai, Thế Tôn, Đặng Chánh Giác. Còn lại các chúng trời người Atula không ai có trí tuệ bằng Bồ Tát. Đây gọi là trí tuệ của Bồ Tát không ai sánh bằng. Này thiện nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát có trí tuệ đầy đủ. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là phương tiện đầy đủ. Đó là 1. Thông hiểu phương tiện hồi hướng. 2. Khéo điều phục các kiến chấp của ngoại đạo. 3. Khéo điều phục 5 trần. 4. Khéo trừ nghi hối. 5. Khéo cứu hộ chúng sinh. 6. Khéo biết giúp đỡ mạng sống của chúng sinh. 7. Khéo thọ nhận cúng dường. 8. Khéo làm thay đổi các người tu học đại thừa, hai thừa, thanh văn, bích chi Phật về với đại thừa. 9. Thông hiểu chỉ dạy tạo sự lợi hỷ. 10. Thông hiểu cung kính cúng dường. Thế nào là Bồ Tát thông hiểu phương tiện hồi hướng? Hết thể các vật vô chủ chẳng phải là của mình. Trong những chốn đồng trống, ao đầm rộng lớn vắng vẻ, tất cả các vật hiện có như hoa quả, cây hương, vật báu, cây báu, bông vải, cây bông vải. Ngày đêm sáu thời, Bồ Tát đều hết lòng dâng cúng Phật. Đem căn lành này hồi hướng lên quả vị Bồ Đề vô thượng, như ở trong kinh luôn khen ngợi việc cúng dường Tam Bảo. Hết thảy Bồ Tát cùng các chúng sinh trong 10 phương thế giới đều hết lòng tùy hỷ. Nó khởi lên một niệm về thiện căn, thân tâm tùy hỷ thì đều hồi hướng, dùng hương hoa cúng dường hình tượng tháp miếu của chư Phật. Đem căn lành này nguyện cho tất cả chúng sinh đều trừ sạch giới phi pháp câu ế, được thân giới hương của chư Phật. Đến khi quét dọn đất tháp, nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được thân đoan nghiêm, uy nghi đầy đủ. Nếu đem lọng hoa cúng dường tháp Phật, nguyện cho hết thảy chúng sinh trừ được phiền não bức bách. Nếu vào phòng tăng, chùa và tháp, nguyện cho hết thảy chúng sinh vào được thành Niết Bàn. Nếu ra khỏi chùa, tháp, nguyện cho hết thảy chúng sinh mãi mãi lìa xa sinh tử. Nếu khi mở cửa, nguyện cho hết thảy chúng sinh mở cửa đường thiện. Nếu lúc đóng cửa, nguyện cho hết thảy chúng sinh đóng cửa đường ác. Nếu khi muốn ngồi, nguyện cho hết thảy chúng sinh ngồi nơi đạo tràng. Nếu muốn đứng dậy, nguyện cho hết thảy chúng sinh vượt thoát khỏi bùn nhơ phiền não. Nếu khi nằm nghiêng không bên phải, nguyện cho hết thảy chúng sinh được nằm nơi niết bàn. Nếu khi mặc áo, nguyện cho hết thảy chúng sinh mặc được áo hổ thẹn. Nếu lúc cầm bát, nguyện cho hết chút cho hết thảy chúng sinh đầy đủ pháp Phật. Nếu lúc muốn ăn, nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được pháp thực. Nếu lúc đại tiểu tiện, nguyện cho hết thảy chúng sinh trừ khở câu uế, không còn dâm nội si. Nếu khi rửa tay, nguyện cho hết thảy chúng sinh đều xa lìa nhiễm trược. Nếu khi rửa chân, nguyện cho hết thảy chúng sinh được sạch phiền não có bẩn. Nếu khi xỉa răng, súc miệng, nguyện cho hết thảy chúng sinh được sạch các loại ế tạp. Nếu khi thân đi, đứng hoặc cử động, nguyện cho hết thảy chúng sinh đều được an lạc.
Nên khi lễ chùa tép, quỳ cho tại chúng sinh cũng đều kính lễ. Đây gọi là Bồ Tát thông hiểu phương tiện hồi hướng. Thế nào gọi là Bồ Tát khéo hàng phục các kiến chấp của ngoại đạo, làm cho 96 loại dị học đều được điều phục và xuất gia? Khi muốn điều phục ngoại đạo, Bồ Tát không nên cao ngạo, vì làm bậc mô phạm nên trước phải cung kính, giả hiện làm đệ tử, sau đó mới điều phục. Tùy theo ai nghi phép thắc của ngoại đạo, Bồ Tát đều phải tập học, nghiên cứu tường tận, vượt hơn họ. Sau khi điều phục họ rồi, Bồ Tát mới chuyển hóa, khiến họ làm đệ tử, tin theo lời mình nói. Bây giờ Bồ Tát liền dẫn dạy, pháp trước đây ông học chẳng phải pháp địa dục, cũng chẳng phải pháp đưa đến giải thoát. Dùng chánh đạo khiến hóa tâm họ, khiến an lập nơi pháp Phật. Đây gọi là Bồ Tát dọn điều phục các kiến chấp của ngoại đạo. Thế nào gọi là Bồ Tát khéo điều phục năm trần? Thấy các chúng sinh tham dục giải khởi mạnh, vì hóa độ những người đó nên Bồ Tát hiện làm thân nữ đoan chánh, đẹp hơn những người nữ khác, khi cho người kia đắm đuối. Sau đó Bồ Tát lại hiện làm thay chết sình trướng, tối rửa. Khi chúng sinh thấy vậy đều sinh kinh sợ, nhàm chán mà suy nghĩ, nay ta làm thế nào để sớm xa lìa được thân cấu ế? Khi ấy Bồ Tát liền hiện lại thân cũ, thuyết giảng pháp yếu, khiến đạo tâm vô thượng của chỗ của họ được kiên cố. Đây gọi là Bồ Tát khéo điều phục năm trần. Thế nào gọi là Bồ Tát khéo trường nghi hối? Nơi thấy chúng sinh nào tạo tội ngũ nghịch và các tội ác khác, Bồ Tát liền hỏi chúng sinh, nếu ông làm gì mà sầu khổ như vậy? Người đó đáp, tôi tạo tội ngũ nghịch nên ưu sầu hối hận, bản thân này rồi sẽ chịu nhiều khổ não, mãi mãi suy tổn, không có an vui. Bồ Tát liền hiện thần biến thích hợp với tâm niệm người đó, khiến họ tính phục, sinh kính tính, ái lạc. Bồ Tát lại hóa làm cha mẹ bị mình nghịch lại, khiến người đó nghĩ, Bồ Tát thần túc oai lực vô lượng, còn hại cha mẹ huống gì là ta ngu si. Bồ Tát nói, ta thật cùng ông làm bạn tạo tội ngũ nghịch. Bồ Tát liền vì họ thuyết các loại pháp khiến cho tội ngũ nghịch của người đó liền được nhẹ mỏng như cánh mũi. Đây gọi là Bồ Tát giỏi trường nghi hối. Thế nào gọi là Bồ Tát giỏi có khả năng cứu độ chúng sinh? Bồ Tát quán thấy chúng sinh kia có khả năng làm bậc pháp khí nhưng lại tạo các việc ác. Bồ Tát liền hiện các loại thân thuyết pháp như cần hiện thân vô để độ thì liền hiện thân vô, cần hiện thân hàng xác lợi để độ thì liền hiện thân hàng xác lợi, cần hiện thân bà la môn để độ liền hiện thân bà la môn, cần hiện thân trời để độ liền hiện thân trời, cần hiện thân kim cang lực sĩ để độ liền hiện thân kim cang lực sĩ, cần hiện thân khủng bố để độ liền hiện thân khủng bố, cần hiện thân trói nhốt đánh đập lo sợ để độ liền hiện thân trói nhốt đánh đập lo sợ, cần hiện thân hữu yêu thích để độ liền hiện thân hữu ưu thích. Thế cần độ chúng sinh bằng thân gì thì Bồ Tát liền hiện ra thân đó để độ. Đây gọi là Bồ Tát giỏi có khả năng cứu độ chúng sinh. Thế nào gọi là Bồ Tát giỏi biết cứu mạng chúng sinh? Là Bồ Tát thấy chúng sinh không thể gắn nhận, chẳng biết chánh pháp, chỉ biết tham dục, ăn uống, y phục, ngoài ra chẳng cầu gì khác. Khi ấy Bồ Tát chỉ dạy toán số, y phương, các loại kỹ thuật. Những việc lành như vậy đều khiến họ học tập, làm cho họ không còn bị thiếu thốn y phục ăn uống. Đây gọi là Bồ Tát giỏi biết cứu mạng chúng sinh. Thế nào gọi là Bồ Tát thông hiểu sự thọ nhận cúng dường? Lúc được đối khối lượng cho báu lớn như núi Tu Di, Bồ Tát đều có thể thọ dụng. Nếu được bố thí ít Phật còn con, Bồ Tát cũng đều thọ dụng. Nhưng vì nhân duyên gì mà Bồ Tát đều thọ dụng tất cả vật lớn nhỏ? Vì thấy chúng sinh tham lam, bỏng sẻn, ganh ghét, không có tâm bố thí, là thấy chúng sinh chìm đắm nơi sinh tử như cá trong nước. Vì thương xót chúng sinh nổi trôi ngập lặng trong biển cả, nên Bồ Tát tạo lợi ích khiến họ được an vui. Bồ Tát nhận của cải cho báu rồi đem cúng dường Phật Pháp Tăng, cung cấp cho kẻ nghèo thiếu những nơi được cấp thí. Bồ Tát tùy theo đó mà thuyết pháp khiến họ đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. Đây gọi là Bồ Tát thông hiểu sự tọa nhận cúng dường. Thế nào gọi là Bồ Tát hay giỏi chuyển hàng nhị thừa nhập vào đại thừa?
Bồ Tát thấy các chúng sinh có thể gắn nhận làm hàng đại khí cho đến những người tu theo hàng nhị thừa là Thanh Văn, Bích Chi Phật, Tinh Tấn, Dốc Hành, Khổ Hạnh. Bồ Tát đều làm cho họ trụ vào đại thừa, kể cả đội chúng của họ cũng đều được chuyển bỏ tâm nhỏ hẹp vì cái thừa Phật chủng, không đoạn mất tam bảo. Đây gọi là Bồ Tát khéo chuyển hàng nhị thừa, an trụ vào đại thừa. Thế nào gọi là Bồ Tát giỏi, có khả năng chỉ dạy tại mọi lợi vui? Người cho phát tâm Bồ Đề, Bồ Tát hay làm cho phát tâm. Người bê trễ biến giác, Bồ Tát khiến cho chuyên cần tinh tấn. Nếu người làm việc thiện ít mà tự cho là đủ, Bồ Tát phát khởi phương tiện, khiến cho họ hành trì đầy đủ các pháp thiện. Nếu có người giới bị tổn giảm chút ít, sinh chướng ngại lớn, tâm liền bỏ hết thảy pháp thiện, Bồ Tát liền thuyết pháp, khiến họ hoan hỷ, tu đầy đủ giới hạnh. Đây gọi là Bồ Tát giỏi, có khả năng chỉ dạy, tạo mọi lợi vui. Thế nào gọi là Bồ Tát giỏi, có khả năng cung kính cúng dường tam bảo? Bồ Tát xuất gia tiểu dục tri túc, chẳng chứa của cải vật báu, chỉ dùng pháp thí làm lợi. Tại nơi thanh vắng, Bồ Tát ngồi một mình tư duy, vì sao nay ta không tác tưởng cúng dường Phật, tức thời tự tâm tư duy các loại hoa sen cúng dường chư Phật. Tư duy như vậy xong liền có khả năng hành trì đầy đủ sáu độ. Thế nào là hành trì đầy đủ sáu độ? Một, đem các loại cúng dường đầy đủ là bố thí ba la mật. Hai, tự giúp đỡ hết thảy chúng sinh làm thiện là trì giới ba la mật. Ba, vô nhẫn hoan hỷ là an nhẫn ba la mật. Bốn, thân tâm không biến nhát là tinh tấn ba la mật. Bốn, năm, chuyên tâm không loạn là thiền ba la mật. Sau các hạnh đều được đầy đủ trang nghiêm là bát nhã ba la mật. Khi ở chỗ thanh vắng tư duy như vậy, Bồ Tát có khả năng hành trì đầy đủ sáu pháp ba la mật. Đây gọi là Bồ Tát thông hiểu sự cúng kính cúng dường tam bảo. Này thiện nam, đầy đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát đầy đủ phương tiện. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là phương tiện phát nguyện. Những gì là 10? Đó là: một, phát nguyện không làm việc thấp kém. Hai, phát nguyện không sợ sinh tử. Ba, phát nguyện siêu việt hết thảy chúng sinh. Bốn, phát nguyện khen ngợi hết thảy chư Phật. Năm, phát nguyện hàng phục hết thảy ma chướng. Sáu, phát nguyện không bị người khác giáo hóa. Bảy, phát nguyện vô biên. Tám, phát nguyện không sợ hãi. Chín, phát nguyện không ưu buồn. 10, phát nguyện đầy đủ. Thế nào là Bồ Tát phát nguyện không làm việc thấp kém? Là Bồ Tát phát nguyện không vì thọ lạc trong ba cõi. Đó gọi là Bồ Tát phát nguyện không thấp kém. Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện không sợ sinh tử? Bồ Tát phát nguyện không vì cầu nhị thừa, không vì chán ghét sinh tử, không vì diệt trừ sinh tử. Đây gọi là Bồ Tát phát nguyện không sợ sinh tử. Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện vượt lên trên hết thảy chúng sinh? Bồ Tát nguyện làm cho hết thảy chúng sinh trong bốn loài thai sinh, đoạn sinh, thấp sinh, hóa sinh đều thành tựu đạo quả Bồ Đề và nhập Niết Bàn. Còn mình thì nhập Niết Bàn hoặc không nhập Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát phát nguyện vượt lên trên hết thảy chúng sinh. Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện khen ngợi hết thảy chư Phật? Bồ Tát phát nguyện tác khuyến hóa hết thảy chúng sinh đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát cho đến ngồi nơi đạo tràng. Ta sẽ khuyến thỉnh Phật chuyển pháp luân. Nếu ngài nhập Niết Bàn, ta sẽ khuyến thỉnh trụ mãi ở đời, tạo lợi ích cho chúng sinh. Đây gọi là Bồ Tát phát nguyện khen ngợi tất cả chư Phật. Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện hàng phục hết thảy ma chướng? Bồ Tát phát nguyện làm cho tất cả chúng sinh thành Phật và các quốc độ không còn nghe danh từ ma ác. Đây gọi là Bồ Tát phát nguyện hàng phục hết thảy ma chướng. Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện không bị người khác giáo hóa? Bồ Tát trọn đời chẳng nhận người khác giáo hóa mà chỉ tự phát tâm Bồ Đề vô thượng, tự mình dùng trí tuệ quan sát thế giới chúng sinh, thọ vô lượng khổ vì cứu độ mà Bồ Tát phát tâm cầu đạt đạo quả Bồ Đề vô thượng. Đây gọi là Bồ Tát phát nguyện không bị người khác giáo hóa. Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện vô biên? Bồ Tát phát nguyện không vì những duyên nhỏ, Bồ Tát chỉ chỉnh đốn y phục, gối phải quỳ chấm đất, chắp tay xin thâm nhàm chán pháp ác, hướng về chư Bồ Tát khắp mười phương thế giới, ngồi ở đạo tràng, dốc tu khổ hạnh mới thành Phật. Họ chuyển pháp luân đều đang quan sát soi thấy tâm con tùy hỷ kính thỉnh chư Phật chuyển pháp luân. Các vị Bồ Tát khắp mười phương lúc ấy phát tâm hành sáu pháp ba la mật đều hành vô lượng hạnh khổ có, cho đến ngồi ở đạo tràng hàng phục ma chướng thành Phật và chuyển pháp luân. Đối với mỗi một niệm thiện này,
con đều tùy hỷ phát tâm Bồ Đề vô thượng, đây gọi là Bồ Tát phát nguyện vô biên. Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện không lo sợ? Lúc mới phát tâm, nghe diệu pháp sâu xa, Bồ Tát không sinh kinh sợ. Nghe vô lượng bản hạnh công đức của Phật, Bồ Tát không sinh kinh sợ. Nghe phép thần thông diệu dụng sâu xa của chư Bồ Tát, Bồ Tát không sinh kinh sợ. Nghe phương tiện thiện xảo sâu rộng của chư Bồ Tát, Bồ Tát không sinh kinh sợ. Bồ Tát nghĩ trí tuệ của Phật là vô lượng vô biên, thế giới là vô lượng vô biên, Phật đã thành thục cho chúng sinh là vô lượng vô biên, trí tuệ của ta không đủ sức hiểu biết được, cho các Phật với Phật mới hiểu được một cách rốt ráo, đây gọi là Bồ Tát phát nguyện không lo sợ. Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện không ưu buồn? Bồ Tát thấy các chúng sinh si mê, không có mắt trí tuệ, phá giới, biến nhát, làm đủ mọi điều ác, cứng cỏi, khó điều phục. Vì những việc như vậy mà các Bồ Tát khởi tâm chán ngán, cho cầu sinh về tịnh độ, nguyện cho chúng con thực hành đầy đủ từ bi, trí tuệ và không còn nghe những danh từ xấu ác như vậy. Bồ Tát phát tâm liền nghĩ, trong hết thảy các thế giới, chúng sinh trí kém, ngu si, ám độn, không có phần trong Niết Bàn, không sinh tính tâm, không có duyên với chư Phật và Bồ Tát. Với những chúng sinh như vậy, ta đều điều phục cho đến ngồi nơi đạo tràng đất Bồ Đề vô thượng. Khi Bồ Tát phát tâm này, tất cả con điện của ma đều chấn động, chư Phật mười phương khen ngợi, tịnh độ trang nghiêm sớm thành chánh giác. Đây gọi là Bồ Tát phát nguyện không ưu buồn. Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện đầy đủ? Bồ Tát phát tâm thề nguyện hàng phục ma chướng, đắc thành Bồ Đề vô thượng. Đây gọi là Bồ Tát phát nguyện đầy đủ. Ví như bát dầu nếu đã tràn đầy mà nhỏ thêm một giọt nữa, nhỏ nữa thì chẳng thể được. Bồ Tát thành Phật, các hạnh nguyện đầy đủ viên mãn cũng là như vậy, chẳng giảm thiểu một mảy may. Này thiện nam, đầy đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát phát nguyện với phương tiện đầy đủ. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là lực đầy đủ. Đó là một lực của Bồ Tát người chẳng khinh thường, hai lực chẳng bị người khác hàng phục, ba đầy đủ lực phước nghiệp, bốn đầy đủ lực trí tuệ, năm đầy đủ lực nơi độ chúng, sáu lực thần thông, bảy lực tự tại, tám lực đà la ni, chín lực của Bồ Tát định trì tất cả bất khả động, 10 lực của lời nói vô nhị. Thế nào gọi là lực của Bồ Tát không ai dám khinh thường? Hết thảy lực của ngoại đạo, thanh văn dị thừa không thể hơn lực của Bồ Tát. Hết thảy chúng sinh cũng không có ai bằng lực của Bồ Tát. Đây gọi là lực của Bồ Tát không ai dám khinh thường. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ lực phước nghiệp? Không có phước đức trang nghiêm nào có sự tu tập theo thế gian, giải xuất thế gian mà có thể sánh bằng phước lực của Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ phước lực, đủ lực phước nghiệp. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ lực trí tuệ? Trí tuệ của Bồ Tát hoạt động suy xét trước sau không có sai lầm. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực trí tuệ. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ lực nơi đồ chúng? Đồ chúng của Bồ Tát không hoại chánh kiến, không phạm oai nghi, thường tu tịnh mạng, đồ chúng đều cùng Bồ Tát thu giữ hạnh chánh trực. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực nơi đồ chúng. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ lực thần thông? Bồ Tát dùng năm thông theo thế tục vượt thắng cả năm thông của hàng thanh văn dị thừa, có thể lấy một phi trần dung chứa cả cõi diêm phù đề về bốn cõi thiên hạ, hoặc ngàn thế giới, hai ngàn thế giới, ba ngàn thế giới, cho đến hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới. Ba phi trần không tăng, thế giới không giảm, chúng sinh trong ấy cũng không cảm thấy chật chội, không có tưởng giác tri, không có tướng ngăn ngại. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ lực thần thông. Thế nào gọi là Bồ Tát đạt được lực tự tại? Bồ Tát có lực tự tại muốn làm cho các loại châu báu đầy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới thì liền được như ý. Đây gọi là lực tự tại của Bồ Tát. Thế nào gọi là Bồ Tát đạt được lực đà la ni? Như chư Phật thuyết pháp, giới vô lượng cho biên âm thanh khác nhau, văn tự khác nhau, chỉ trong một niệm Bồ Tát có khả năng nghe được các loại âm thanh đó, tu duy, thọ trì, tu hành. Đây gọi là Bồ Tát chứng đắc lực đà la ni. Thế nào gọi là Bồ Tát chứng đắc lực định trì không khuynh động? Tất cả chúng sinh không thể quấy nhiễu làm cho tâm của Bồ Tát loạn động. Đây gọi là Bồ Tát chứng đắc lực định trì không khuynh động. Thế nào gọi là Bồ Tát đạt lực nói không hai lời? Bồ Tát nghĩ trước rồi mới nói. Nói ra không khác với ý nghĩ, chỉ trừ phương tiện vì làm lợi ích Bồ Tát mới nói khác ý. Đó gọi là Bồ Tát đạt lực nói không hai lời. Nếu có thọ ký, Bồ Tát trọn không sai lầm, trí tuệ của tất cả chúng sinh không thể vượt qua Bồ Tát. Thì nam, đầy đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát chứng đắc lực đầy đủ.
Này thị nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là đầy đủ trí, đó là: một, đầy đủ trí biết nhân vô ngã; hai, đầy đủ trí biết pháp vô ngã; ba, đầy đủ trí biết khắp các phương; bốn, đầy đủ trí thông hiểu cảnh giới thiền định; năm, đầy đủ trí tọa trì; sáu, đầy đủ trí không gì hơn; bảy, đầy đủ trí thông hiểu căn hạnh của chúng sinh; tám, đầy đủ trí vô tác; chín, đầy đủ trí thông hiểu hết thảy pháp tướng; mười, đầy đủ trí thông hiểu suốt thế gian. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí biết nhân vô ngã? Bồ Tát quán năm ấm không bền chắc, hư vọng không thật, cho đến diệt mất cũng không thấy có mất. Bồ Tát suy nghĩ năm ấm ấy không ngã, không chúng sinh, không thọ mạng, không dưỡng dục, không nhân, phàm phu ngu si, vì cho là có thật ngã nên chấp vọng về ngã, giống như sự nắm chấp mê vọng của ma quỷ. Chúng sinh vọng chấp cũng là như vậy, hoặc cho ấm tức là ngã, ngã tức là ấm, hoặc ấm tức là ngã sở, ngã sở là ấm. Hư vọng chấp ngã không thấy đúng thật, nên mãi quanh quẩn trong sinh tử như vòng lửa quay tròn, hư không, không thật. Bồ Tát giải biết việc ấy một cách như thật, gọi là Bồ Tát đầy đủ trí biết nhân vô ngã. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí biết quán pháp vô ngã? Bồ Tát thấy tướng sinh, tướng diệt đúng như thật, biết hết thảy vật giống như giả mượn, giả có danh, có dụng, giả có tạo ra, có sinh mà không có thật thể, giả bày ra các pháp cũng chẳng đoạn, chẳng thường, cho duyên mà sinh, cho duyên mà diệt, biết các pháp một cách như thật đúng đắn, gọi là Bồ Tát quán pháp vô ngã đầy đủ. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí biết khắp mọi nơi? Người biết khắp mọi nơi, chẳng phải biết trong một sát na, chẳng phải không biết trong một sát na, chẳng phải biết phương này mà không biết phương kia. Bồ Tát có khả năng đạt được trí vô ngại, nhận biết khắp mười phương, đó gọi là Bồ Tát đầy đủ trí biết khắp mọi nơi. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí biết xứ sở cảnh giới của thiền định? Bồ Tát biết định của Thanh Văn, biết định của Bích Chi Phật, biết định của Bồ Tát, biết định của Chư Phật. Bồ Tát biết rõ tất cả các định như vậy, còn Thanh Văn dị thừa chỉ biết phần cảnh giới của mình, ngoài ra thì không biết. Định của Bồ Tát là biết cảnh giới của mình, cảnh giới của nhị thừa, chỉ biết luôn cả tướng thiền định cứu cánh của Như Lai. Do nhờ Phật lực nên Bồ Tát biết được tất cả, đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí biết xứ sở cảnh giới của thiền định. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí thọ trì? Bồ Tát thông hiểu sự thọ trì của Thanh Văn, sự thọ trì của Bích Chi Phật và sự thọ trì của chư Bồ Tát. Huống gì là các loại thọ trì của chúng sinh mà Bồ Tát không biết sao? Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí thọ trì. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí không gì hơn? Chỉ trừ nhất thiết chủng trí của Như Lai, ngoài ra các trí của hết thảy ngoại đạo dị thừa, không trí nào có thể sánh bằng trí của Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí không gì hơn. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí thông hiểu căn hạnh của chúng sinh? Bồ Tát có khả năng dùng trí tịnh vô ngại quán khắp thế giới, tức có chúng sinh có khả năng phát sinh Bồ Đề, có chúng sinh không thể phát sinh Bồ Đề, có chúng sinh đầy đủ Bồ Đề, có chúng sinh chưa đủ đầy đủ Bồ Đề, có chúng sinh trụ nơi địa thứ nhất cho đến địa thứ 10, có vị chuyển pháp luân cho đến nhập niết bàn, có vị nhập niết bàn Thanh Văn thừa, có vị đạt niết bàn Bích Chi Phật thừa, có người sinh cõi lành, có người sinh cõi ác. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí thông hiểu căn hạnh của chúng sinh. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí Bồ Tát? Trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi, Bồ Tát niệm niệm không tạo tác, tâm hằng thành tựu. Ví như có người hít vào thở ra cho đến lúc ngủ thường không tạo tác, Bồ Tát tâm không tư duy, không tạo tác cũng như vậy, thì trí vô ngại tự nhiên được thành tựu. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí Bồ Tát. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí thông hiểu hết thảy pháp tướng? Bồ Tát thấu đạt các pháp đều đồng một tướng. Thế nào là một tướng? Tất cả tận cùng đều là tướng không, tướng huyễn, tướng hư vọng. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí thông hiểu hết thảy pháp tướng. Thế nào gọi là Bồ Tát đầy đủ trí thông hiểu pháp xuất thế gian? Bồ Tát biết trí vô lậu vượt ra ngoài hết thảy các trí thế gian. Đây gọi là Bồ Tát đầy đủ trí thông hiểu pháp xuất thế gian. Thì nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát đầy đủ nhất thiết trí. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là chấn đắc địa tam muội, đó là: một, như đất rộng lớn vô biên; hai, như đất là nơi tất cả chúng sinh đương vào để tồn tại; ba, như đất là nơi tất cả chúng sinh đều mang ân dưỡng dục nhân trọn đời, đất không kể ân; bốn, như đất rộng lớn chung cho tất cả mây lớn, mưa lớn; năm, đất là nơi có khả năng làm cho tất cả chúng sinh nương tựa;
6. Đất hay sinh giống lành và tất cả hạt giống. 7. Đất như vật báu lớn. 8. Đất hay sinh ra hết thảy đại dược. 9. Đất chẳng thể khuấy động. 10. Chẳng kinh, chẳng sợ. Thế nào gọi là Bồ Tát như đất rộng lớn vô biên, chu vi mười phương vô biên vô lượng, công đức trí tuệ trang nghiêm, quyền hạnh của Bồ Tát cũng vô biên vô lượng như vậy. Đây gọi là Bồ Tát như đất rộng lớn vô biên. Thế nào gọi là Bồ Tát như đất, là nơi tất cả chúng sinh nương tựa tồn tại. Từ đất, tất cả chúng sinh đều được tồn tại theo ý muốn của mình. Đất cung cấp cứu sống tất cả chúng sinh không ngăn ngại. Bồ Tát cũng vậy, ban phát tất cả pháp thí, giới luật, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, cho đến những gì Bồ Tát đều đem thí hết mà tâm không bị ngăn ngại. Đây gọi là Bồ Tát như đất, là nơi tất cả chúng sinh nương tựa tồn tại. Thế nào gọi là Bồ Tát ban ân dưỡng dục mà không mong đền đáp? Giống như đại địa bình đẳng không phân biệt tốt xấu, Bồ Tát cũng vậy, đối với việc gia ân cũng không mừng, vong ân cũng không hận. Đây gọi là Bồ Tát ban ân dưỡng dục mà không mong đền đáp. Thế nào gọi là Bồ Tát như đại địa, có khả năng dung chứa mây pháp mưa pháp lớn. Tất cả những cơn mưa như trút nước đại địa đều có khả năng dung nạp. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, có khả năng thọ trì hết thảy những cơn mưa pháp lớn dày của chư Phật đổ vào. Đây gọi là Bồ Tát như đại địa, có khả năng dung chứa mây pháp mưa pháp lớn. Thế nào gọi là Bồ Tát có khả năng làm trú xứ cho hết thảy chúng sinh nương tựa? Như đại địa, mọi cỏ cây lớn nhỏ, hết thảy chúng sinh đi đứng nằm ngồi đều nương vào đất. Bồ Tát cũng vậy, hết thảy chúng sinh tu hành hướng thiện, nhị thừa học pháp cho đến chứng niết bàn, tất cả đều nhân nơi Bồ Tát mà được. Đây gọi là Bồ Tát có khả năng làm trú xứ cho hết thảy chúng sinh nương tựa. Thế nào gọi là Bồ Tát làm nơi chốn dựa nương cho mọi hạt giống lành? Với như đại địa, mọi hạt giống đều nương nơi đất mà sinh trưởng. Bồ Tát cũng vậy, hết thảy mọi hạt giống nghiệp thiện nơi trời người đều nương vào Bồ Tát mà sinh trưởng. Đây gọi là Bồ Tát làm nơi chốn dựa nương cho mọi hạt giống lành. Thế nào gọi là Bồ Tát như vật báu lớn? Ví như đại địa, có khả năng sinh ra mọi thứ cho báu, các báu vật đều từ lấy ra từ đất. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, hết thảy các báu là quả vui nơi công đức thiện đều sinh ra từ Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát như vật báu lớn. Thế nào gọi là Bồ Tát có khả năng sinh ra hết thảy đại pháp dược? Với như đại địa, sinh ra các cây thuốc phế diệu, có khả năng trị hết các loại bệnh tật. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, có khả năng sinh ra tất cả các pháp dược phế diệu, trừ sạch các bệnh phiền não. Đây gọi là Bồ Tát có khả năng sinh ra hết thảy đại pháp dược. Thế nào gọi là Bồ Tát không bị khuấy động? Với như đại địa, gió không thể làm lay động, ruồi, ve, rệp, mọt chẳng thể làm suy tổn. Cũng vậy, hết thể các duyên bất não trong ngoài đều chẳng thể nhiễu động Đại Bồ Tát. Đây gọi là Đại Bồ Tát không bị khuấy động. Thế nào gọi là Bồ Tát không kinh sợ? Hết thể các âm thanh gầm thét vang dội của sấm chớp, voi, rồng, hổ báo, sư tử không thể làm đại địa kinh sợ. Đại Bồ Tát cũng như thế, hết thể 96 thứ ngoại đạo chẳng thể làm cho dao động. Đây gọi là Bồ Tát không kinh sợ. Thì Nam Tử đúng 10 việc này gọi là Bồ Tát cho đất địa tam muội. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp với như đại thủy, đó là: 1. Như dòng nước phun tưới thấm đượm đất sâu dày. 2. Hay làm cho những hạt giống thiện của chúng sinh nảy nở. 3. Vui mừng, kính tín. 4. Nhận chìm hết thảy mầm giống phiền não. 5. Như nước trong sạch không nhơ. 6. Diệt trừ hết thảy hoạn nạn nóng bức. 7. Trừ sạch tâm tham dục khát ái. 8. Sâu rộng khó dò. 9. Như nước từ trên cao chảy xuống, tất cả đều được thấm đượm. 10. Hay trừ hết thảy các kết sử trần cấu. Thế nào gọi là Bồ Tát như dòng nước phun tưới thấm đượm đất sâu dày, nước làm cho tất cả cỏ cây sinh trưởng tươi tốt? Cũng vậy, Bồ Tát đem các công đức rưới xuống như nước nhầm tuấn tất cả, đến như điều thiện nhỏ cũng được tăng trưởng. Đây gọi là Bồ Tát như dòng nước phun tưới thấm đượm đất sâu dày. Thế nào gọi là Bồ Tát hay làm cho những hạt giống thiện của chúng sinh nảy nở? Như nước hay làm cho tất cả cỏ cây lớn nhỏ đều được sinh trưởng tươi tốt. Bồ Tát dùng nước thiền định tưới mát thấm nhuần chi đạo chánh trực, giác ý làm cho tăng trưởng.
lần lần xuống mãn thành đại thọ nhất thiết trí. Đây gọi là Bồ Tát có khả năng làm cho những hạt giống thiện của chúng sinh nảy nở, đem ngần ấy các loại quả pháp Phật để tạo lợi cho chúng sinh. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, đem pháp thanh tịnh làm cho chúng sinh được thấm nhuần tăng trưởng. Đây gọi là Bồ Tát hay làm cho những hạt giống thiện của chúng sinh nảy nở. Thế nào gọi là Bồ Tát vui mừng kính tính? Như nước tự ướt cũng hay làm ướt các vật khác, Bồ Tát cũng thế, tự thân cũng kính tính lạc, cũng hay làm cho kẻ khác cung kính tính lạc. Đây gọi là Bồ Tát cung kính tính lạc. Thế nào gọi là Bồ Tát nhận chìm hết thảy mầm móng phiền não? Ví như đại thủy có khả năng nhận chìm mầm gốc cây cỏ trong nước, cỏ cây trong nước, làm cho thối rã. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, dùng nước thiền định dìm sâu mầm móng phiền não. Khi tất cả đều tan hoại, cho đến tập khí kết sự của trần cấu thì đều không còn. Đây gọi là Bồ Tát nhận chìm hết thảy mầm móng phiền não. Thế nào gọi là Bồ Tát như nước tinh khiết không có bẩn? Thể tánh của nước thường hằng không có bẩn cũng lại như vậy. Đức Bồ Tát thể tánh không có uế. Thế nào là thể tánh Bồ Tát không có uế? Đó là những kết sự tham dục sân hận ngu si đã bị Bồ Tát đoạn trừ sạch sẽ, lại khéo hộ trì các căn thanh tịnh như nước. Đây gọi là Bồ Tát như nước tinh khiết không có bẩn. Thế nào gọi là Bồ Tát thì sẽ hết thảy các hoạn nạn nóng bức? Ví như vào mùa hè dùng nước tắm rửa thân thể thì được mát mẻ, Bồ Tát cũng là như vậy, hay dùng nước pháp gọi sạch phiền não nóng bức. Đây gọi là Bồ Tát được sạch hết thảy các hoạn nạn nóng bức. Thế nào gọi là Bồ Tát hay trừ tâm tham dục khát ái? Ví như dòng suối mát đẩy tan cơn khát của muôn loài, Đại Bồ Tát cũng là như vậy, hay dùng nước pháp trừ tận lòng khát nơi năm dục của chúng sinh. Đây gọi là Bồ Tát hay trừ tâm tham dục khát ái. Thế nào gọi là sự rộng sâu khó dò của Bồ Tát? Hết thảy chúng ma và các ngoại đạo không thể vượt qua dòng nước thiền định và trí tuệ của Bồ Tát. Đây gọi là sự rộng sâu khó dò của Bồ Tát. Thế nào gọi là Bồ Tát như dòng nước từ trên đổ xuống tràn khắp? Ví như dòng nước từ trên cao đổ xuống tràn khắp, Bồ Tát cũng là như vậy, đem dòng pháp tưới nhuận khắp cả, làm cho hết thảy chúng sinh thiện giả không còn khổ não. Đây gọi là Bồ Tát như dòng nước từ trên đổ xuống tràn khắp. Thế nào gọi là Bồ Tát có thể dứt trừ hết thảy các trần cấu kết xử? Bồ Tát dùng nước thiền định ngâm ướt sáu trần các căn thanh tịnh không nhiễm nơi sắc thanh. Đây gọi là Bồ Tát có thể dứt trừ hết thảy các trần cấu kết xử. Thì nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát với như đại thủy. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp với như đại hỏa. Đó là: một, có thể tiêu đốt hết thảy củi kết xử. 2, có thể hầm chín hết thảy các vật. 3, hay làm khô bùn phiền não. 4. Như đóng lửa lớn. 5. Như lửa chiếu sáng. 6. Hay làm cho kinh sợ. 7. Hay làm cho an ổn. 8. Nếu có lợi dưỡng đều cho hết thảy chúng sinh. 9. Được người cúng dường. 10. Người không dám khinh. Thế nào gọi là Bồ Tát có thể tiêu đốt hết thảy của các sở? Như lửa hay tiêu đốt tất cả rừng rậm, cỏ cây lớn nhỏ, Bồ Tát cũng vậy, dùng lửa trí tuệ tiêu sạch rần rậm các sở phiền não. Đây gọi là Bồ Tát có thể tiêu đốt hết thảy củi các sở. Thế nào gọi là Bồ Tát như lửa có thể làm thành tục hết thảy các Phật? Cũng là như vậy, Bồ Tát dùng lửa trí tuệ có khả năng làm thành tục hết thảy pháp Phật kiên cố bất hoại. Đây gọi là Bồ Tát có thể làm thành tục hết thảy các Phật. Thế nào gọi là Bồ Tát hay làm khô bùn phiền não? Như lửa có khả năng làm khô mọi vật ướt, Bồ Tát cũng vậy, có khả năng dùng lửa trí tuệ làm khô bùn hữu lậu. Đây gọi là Bồ Tát hay làm khô bùn phiền não. Thế nào gọi là Bồ Tát như đống lửa lớn? Như người bị khí lạnh bức ép, được hơ lửa thì khỏi lạnh ngay, Bồ Tát cũng là như vậy. Thế các chúng sinh bị phiền não khổ lạnh buốt bức bách, Bồ Tát dùng lửa trí tuệ làm cho họ được ấm áp. Đây gọi là Bồ Tát như đống lửa lớn. Thế nào gọi là Bồ Tát như lửa chiếu sáng? Với như trên đỉnh núi tuyết có người đốt đống lửa lớn, chu vi ánh sáng tỏa chiếu khắp 100 lý cho đến 200 lý. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, ở trên đỉnh núi Vô Minh thắp sáng ngọn lửa trí tuệ cho khắp hơn ngàn trăm ngàn thế giới. Đây gọi là Bồ Tát như lửa chiếu sáng. Thế nào gọi là Bồ Tát hay làm kinh sợ? Với như các loài hoảng hưu, hổ beo, thế lửa đều phải kinh sợ chạy xa. Như thiên ma và quyến thuộc của chúng, thế lửa trí tuệ oai đức của Bồ Tát thể đều tránh xa. Đây gọi là Bồ Tát hay làm cho kinh sợ. Thế nào gọi là Bồ Tát hay làm an ổn? Ví như có người ở trong chỗ đồng trống vắng đen tối, quên mất hướng về, từ xa trông thấy ánh lửa,
Họ liền đi về phương đó. Họ gặp làm xong, họ gặp chỗ người thả trâu. Đến được nơi đó rồi, người này tâm được an ổn, không còn lo sợ. Cũng là như vậy, chúng sinh ở trong đồng hoang sinh tử tâm tối, quên mất hướng về. Xa xa trông thấy ánh lửa của Đại Bồ Tát, chúng sinh liền theo hướng ấy tìm đến. Sau khi đến đó, phiền não sợ hãi của chúng sinh đều được tiêu trừ. Đây gọi là Bồ Tát hay là an ổn. Thế nào gọi là lợi dưỡng của Bồ Tát luôn ban cho chúng sinh cùng hưởng? Với như lửa lớn làm cho vua hoặc quần thần hoặc hàng chiến đà la, kẻ nam người nữ, tất cả đều được ấm áp. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, thế cho hết thảy chúng sinh, vua hoặc quần thần hoặc chiến đà la, kẻ nam người nữ, dùng lửa trí tuệ của mình thiêu sạch mọi phiền não băng giá, vĩnh viễn được an hòa ấm áp. Đây gọi là lợi dưỡng của Bồ Tát luôn ban cho chúng sinh cùng hưởng. Thế nào gọi là Bồ Tát được người cúng dường? Ví như đại hỏa được sát lợi Bà La Môn, dân chúng trong toàn thành ấp xóm làng cúng dường. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, được hàng trời ngoại Atula và quyến thuộc của ma cung kính cúng dường như Đức Thế Tôn không khác. Đây gọi là Bồ Tát được người cúng dường. Thế nào gọi là bậc Bồ Tát mọi người không dám khinh? Ví như có người được một ít lửa dùng để thiêu đốt nên không dám khinh thường. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, một niệm thiện mới phát, tuy chưa có lực lớn nhưng hàng trời người Atula và quyến thuộc của ma không dám khinh thường. Vì sao? Vì không bao lâu Bồ Tát này sẽ ngồi tòa đạo tràng chứng quả Bồ Đề vô thượng. Đây gọi là Bồ Tát mọi người không dám khinh thường. Thiện nam, đầy đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát với nhân đại địa đại hỏa. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp giống như hư không, đó là một rộng lớn vô ngại, hai tịch diệt vô tướng, ba trí không vô biên, bốn tuệ không vô biên, năm rộng lớn như pháp giới, sáu biết hết thảy pháp, bảy tướng như hư không, tám hết thảy pháp không trụ, chín vượt qua hết thảy hình tướng, mười vượt qua tất cả số lượng nghĩ bàn. Thiện nam, đầy đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát giống như hư không. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp tâm như hư không, đó là một được sự hỷ lạc tâm cũng không tham đắm, hai không được hỷ lạc tâm cũng không sân hận, ba đối với sắc thanh hương vị xúc tâm không tâm cũng không tham đắm, bốn đối với sắc thanh hương vị xúc tâm cũng không sân hận, năm cho đến đối với hết thảy các pháp tâm cũng không tham đắm, sáu đối với bốn pháp lời suy hủy dự sân cơ khổ lạc tâm không tham đắm hay sân hận. Thiện nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát tâm như hư không. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp giống như trăng tròn, đó là một hay làm cho tất cả chúng sinh được an lạc mát mẻ, hai ai thấy cũng vui thích, ba hay làm cho pháp thiện mỗi ngày tăng trưởng, bốn hay làm cho pháp ác mỗi ngày giảm mất, năm như trăng tròn đầy, sáu thể tướng thắng diệu, thể tánh thanh tịnh, bảy đạt đến vô thượng thừa, tám thường tự trang nghiêm, chín đạt pháp hỷ lạc hành hóa theo đệ nhất thừa, 10 có đại thần thông oai đức tự tại. Thế nào gọi là Bồ Tát hay làm cho tất cả chúng sinh được an lạc mát mẻ? Nhân nguyệt thiên tử vừa mới xuất hiện làm cho chúng sinh an vui mát mẻ thích thú. Mọi người ơi xem, tâm không mệt mỏi, trăng của Bồ Tát cũng là như vậy, rồi sạch không khí khí nóng phiền não, làm cho tất cả chúng sinh đều được mát mẻ hỷ lạc thích thú. Đây gọi là Bồ Tát hay làm cho tất cả chúng sinh được an lạc mát mẻ. Thế nào gọi là Bồ Tát ai thấy cũng đều ưa thích, như trăng mới mọc, chúng sinh thích nhìn, an vui tràn ngập. Trăng của Bồ Tát cũng là như vậy, lúc mới xuất hiện, các căn tịch định như nước, trong suốt vắng lặng, oai nghi đầy đủ, chúng sinh thích nhìn, an lạc hân khởi. Đây gọi là Bồ Tát ai thấy cũng đều ưa thích. Thế nào gọi là Bồ Tát làm cho pháp thiện mỗi ngày tăng trưởng, với như mặt trăng mới mọc. Lần lần tròn đầy viên mãn, trăng của Bồ Tát cũng là như vậy, từ lúc mới phát tâm dần dần tăng trưởng, cho đến ngồi nơi cội Bồ Đề đạo tràng, công đức đầy đủ. Đây gọi là Bồ Tát làm cho pháp thiện mỗi ngày tăng trưởng. Thế nào gọi là Bồ Tát làm cho pháp ác mỗi ngày giảm mất? Ví như vào những đêm tối tràn, ánh sáng của mặt trăng giảm dần, cho đến lúc trăng lặn thì ánh sáng cũng ẩn mất không hiện. Cũng như vậy hết thảy các pháp ác của Bồ Tát theo thứ lớp giảm dần, cho đến lúc Bồ Tát giác ngộ thì tất cả pháp ác không còn. Đây gọi là Bồ Tát làm cho pháp ác mỗi ngày giảm mất. Thế nào gọi là Bồ Tát như mặt trăng tròn? Như mặt trăng từ lúc mới mọc cho đến lúc đến khi tròn đầy, được tất cả Bà La Môn sát lợi, nam nữ trong thành ấp làng mạc không ai chiêm ngưỡng mà không khen ngợi. Trăng của Bồ Tát cũng là như vậy, thường được hàng trời người hết thảy chúng sinh sân tán. Đây gọi là Bồ Tát như mặt trăng tròn.
Thế nào là gọi là Bồ Tát Thệ Tướng Thanh Tịnh? Như thân tướng của Nguyệt Thiên Tử Thanh Tịnh là do quả báo nơi bốn nghiệp, là Bồ Tát cũng là như vậy. Thân thanh tịnh vô cấu sinh ra từ biến hóa, từ chánh pháp, không do tinh khí của cha mẹ. Đây gọi là Bồ Tát Thệ Tướng Thanh Tịnh. Thế nào gọi là Bồ Tát chứng đắc vô thượng thừa? Vì nhân Nguyệt Thiên Tử nương vào sự vận hành thanh tịnh chiếu khắp bốn cõi thiên hạ, Bồ Đà Bồ Tát cũng là như vậy, nương vào đại thừa làm cho vô lượng trăm ngàn vạn ức thế giới chúng sinh để được chiếu sáng. Đây gọi là Bồ Tát chứng đắc vô thượng thừa. Thế nào gọi là Bồ Tát thường tự trang nghiêm? Nhân Nguyệt Thiên Tử mang vòng hoa hiển hiện là Bồ Tát cũng là như vậy, thường tự trang nghiêm bằng công đức an lạc. Đây gọi là Bồ Tát thường tự trang nghiêm. Thế nào gọi là Bồ Tát đạt pháp hỷ lạc? Như Nguyệt Thiên Tử vui chơi nơi năm dục, tâm thường đắm vướng, Đại Bồ Tát cũng là như vậy, hội nhập nơi các pháp, tâm thường hỷ lạc, không điểm năm dục. Đây gọi là Bồ Tát đạt pháp hỷ lạc. Thế nào gọi là Bồ Tát có đại thần thông, oai đức tự tại? Như Nguyệt Thiên Tử có oai đức lớn, Bồ Tát cũng là như vậy, đầy đủ các công đức tự tại, trí tuệ thần thông biến hóa tùy ý, Bồ Tát vô ngại. Đây gọi là Bồ Tát có đại thần thông, oai đức tự tại. Thì Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát Như Nguyệt Thiên Tử.